Các bạn sau khi mình làm xong quân xanh nè, quân đỏ, bây giờ mình tiếp tục làm quân vàng nha các bạn. Map này hồi nãy mình cũng đã chạy thử hết một vòng rồi nha các bạn. Chạy đừng để nó thấy nha, bắn mình mất công chết là thua ấy. Nãy mình chạy hết vòng rồi, mình bấm lộn sao số mẹ video mất tiêu rồi. Bò vô câu khu chỗ này nè. Machine confused. Có được hát thiệt cái chứ.
được cơ chứ. Chơi lại đi. Mình chơi lại đi nha.
Mission fulfilled. Mission fulfilled. Thank you.
xong máy sưng không phiêu. Cảnh này cũng hơi biết chơi thì nhanh lắm. Không phải biết chơi mà mình biết trước á. Lấy ba con cho mà cảm tử cái nổ cái phòng thủ đó trước. Bộ cạp nó bắn chết. Đây. Ồ, bảo kê heo dầu hả? Đánh đường này rồi. Đâu cảnh hơi căng nha.
gì ta? Tụi nó đi không được. Nãy giờ tính đâu hôm qua hồi đó không được, ai giờ qua được. Qua được thì chia quân quá, thế thôi. Có gì đâu cắn.
Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây bạn. Missing confused.